Ở đây thì mình sử dụng sợi coconut cotton, sợi này là 100% cotton. Các bạn có thể sử dụng rất là nhiều cái dòng sợi dành cho mùa hè khác, miễn sao là chất sợi nó mát, thành phần cotton và cỡ sợi bé khoảng tầm 0,8 đến 1,2 mm là vừa. Đây mình dùng cái sợi này thì cỡ nó khoảng gần 1 mm á, nên là mình sử dụng kim móc là kim số 2.0 mm, nó tương ứng với đầu số 2 kim hama hai đầu này này. Thì để móc ấy thì các bạn sẽ cần lấy số đo. Như mẫu của mình thì cái số đo vòng eo là 67 cm. Mình sẽ lấy một cái dây. Một cái dây thì mình sẽ lấy theo cái vòng bụng ấy, là cái vòng ngang rốn ấy, để làm căn cứ. Còn cái vòng eo thì nó sẽ là cái phần trên cùng của phần cạp. Còn cái phần ngang của cạp quần á, thì chúng ta sẽ tính nó là cái vòng ngang rốn. Nhưng cũng cái số đo của mình đây là 70 cm, thì mình sẽ lấy một cái sợi len này cỡ to một chút, cỡ khoảng 2 mm. Mình tính mình thắt nút một đầu cái đã. Mình lấy cái chỗ thúc nút thắt này đến cái điểm cắt đấy, nó là bằng 70 cm. Thì khi mà mình móc thì mình sẽ móc vào cái dây này. Đầu tiên chúng ta sẽ cố định bằng một cái bính này cho nó, để thừa cái đầu sợi này ăn hơn nó hơi nhiều một chút nhé. Chúng ta sẽ cầm cái sợi này để chúng ta móc vào. Đầu tiên ta sẽ cố định bằng một mũi bính này. Chúng ta cố định nhưng mà chúng ta móc lỏng tay thôi, không cần móc chặt. Sau đó chúng ta sẽ lên cho mình thêm 2 bính nữa, thì coi như là tổng ở đây chúng ta có được 3 bính, là chiều cao bằng một mũi kép. Chúng ta sẽ tiếp tục móc vào cái dây bính này này, à cái dây len này này, là các cái mũi kép đơn. Chúng ta coi như cái sợi này nó là một cái phần mình đang móc tiếp vào ấy, thì các bạn cứ móc bình thường vào đây. Mới đầu chưa quen nên chúng ta cầm sợi nó hơi khó một chút, nhưng mà các bạn cứ lưu ý móc từ từ thôi đấy. Cái hàng này thì chúng ta móc thoải mái tay nhé, móc lỏng tay thì nó sẽ đẹp hơn, đừng móc chặt. Móc chặt lúc sau mình móc sẽ khó hơn. Đó, chúng ta cứ móc như thế này, móc lỏng tay và cho cái chiều cao của cái mũi kép này này nó cao lên, đừng có bị ngắn quá. Bạn nào mà thấy khó móc ấy thì khi cầm á, các bạn cứ cầm cái đầu sợi này này, cái sợi len á, nó căng cái phần này nó sẽ dễ móc này. Các bạn có thể cầm như thế này. Bạn sẽ móc cho mình cái hàng mũi kép này đến khi mà chúng ta cầm cái hàng này nó cầm ra nó gần bằng cái dây này. Cứ thế chúng ta móc được một cái hàng mũi kép bọc quanh cái sợi len chúng ta chuẩn bị. Và cái dây này thì của chúng ta sẽ thỏa mãn 2 điều kiện. Thứ nhất là số mũi kép của chúng ta đếm được nó là một số chia cho 5 dư 2. Ví dụ ở đây của mình là được 132 mũi. Và mình căn cứ thứ hai là khi mà chúng ta cầm cái hàng này, chúng ta vuốt vuốt thoải mái, vuốt bình thường như thế này, không kéo căng ấy, vuốt bình thường như thế này, thì chúng ta sẽ đo được cái phần nó cách cái sợi vòng bụng này khoảng 10 cm này, cái khoảng này. Ví dụ như vòng bụng là 70 thì cái đoạn này mình kéo ra được 60 cm. Mình sẽ móc tiếp lên phần cặp quần trước. Mình sẽ lên 3 bính này. Quay đầu móc. Cái hàng kép đầu tiên ta móc lỏng tay rồi thì bắt đầu từ cái hàng này chúng ta sẽ móc bình thường nhé. Chúng ta sẽ cách cho mình hai chân, một chân hai chân, móc vào chân thứ ba cho mình. Bắt đầu ở đây chúng ta sẽ móc tạo thành mũi bông lúa. Bản chất mũi bông lúa nó là 3 mũi kép đơn trụ trung chân và trụ đầu với nhau. Đây mình sẽ móc vào chân này. Một mũi kép đơn này, nhưng chúng ta chỉ kéo sợi một lần, chúng ta để sợi chờ trên kim.
Mũi kép thứ hai kéo sợi một lần chờ trên kim. Mũi kép thứ ba kéo sợi một lần chờ trên kim. Sau đó chúng ta kéo sợi qua cả ba mũi, ta được một mũi bông lúa đầu tiên. Chúng ta sẽ móc cho mình một bính, hai bính, ba bính, móc trở lại vào cái chân này cũng một mũi bông lúa, một mũi kép chờ này, hai mũi kép chờ này, ba mũi kép chờ này, kéo sợi qua. Tiếp tục chúng ta sẽ móc cái mũi cặp mũi bông lúa tiếp theo. Chúng ta sẽ cách một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi, móc vào chân thứ năm của bông lúa này. Chúng ta lặp lại nhé, một mũi kép chờ này, hai mũi kép chờ này, ba mũi kép chờ này, kéo sợi qua cả được một mũi bông lúa, một bính, hai bính, ba bính, đâm lại cái chân này một bông lúa nữa, một mũi kép chờ này, hai mũi kép chờ này, ba mũi kép chờ, kéo sợi qua mũi bông lúa thứ hai. Tiếp tục chúng ta sẽ lặp lại cách bốn chân, một chân, hai chân, ba chân, bốn chân, móc vào chân thứ năm này, một mũi kép chờ, hai mũi kép chờ, ba mũi kép chờ, kéo sợi qua một mũi bông lúa, một bính, hai bính, ba bính, móc trở lại, một kép chờ, hai kép chờ, ba kép chờ, kéo sợi qua. Tiếp tục chúng ta sẽ lặp lại cách bốn chân, chúng ta lại cứ lặp lại móc cái cụm bông lúa cho mình. Cuối hàng thứ hai chúng ta sẽ còn dư là ba, tổng cộng là ba chân, bao gồm là hai chân kép và một chân mũi bính, thì chúng ta sẽ móc vào cái chân mũi bính ngoài cùng á. Một chân này cho mình là một mũi kép. Chúng ta sẽ móc lên ba bính, móc quay đầu móc hàng thứ ba. Hàng thứ ba chúng ta sẽ móc toàn bộ là mũi kép cho mình, nên là tương ứng mỗi chân chúng ta móc một mũi. Chân của cái mũi bông lúa này này nó cũng chỉ có một chân thôi, chúng ta móc một kép cho mình. Cái dây ba bính này chúng ta sẽ móc ba kép. Đến cái mũi bông lúa tiếp theo chúng ta sẽ móc vào đây một kép. Mũi bông lúa tiếp theo chúng ta cũng móc vào chân mũi bông lúa một kép. Đến dây ba bính chúng ta sẽ móc bọc với cả dây là ba mũi kép. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ móc cho mình cái hàng thứ ba tương ứng mỗi chân một mũi. Sau khi móc hết hàng thứ ba chúng ta sẽ lặp lại hàng thứ tư giống như hàng thứ hai ấy. Ta nữa lên ba bính này, sau đó quay đầu chúng ta móc, bắt đầu móc cái cụm bông lúa ấy. Chúng ta sẽ cách cái đầu hàng, chúng ta sẽ cách hai chân thôi. Đây là chân của dây bính này, cách hai chân, một hai, móc vào chân thứ ba, một mũi kép chờ, hai mũi kép chờ, ba mũi kép chờ, kéo sợi qua chúng ta được mũi bông lúa đầu tiên. Sau đó ba bính, một kép chờ, hai kép chờ, ba kép chờ, kéo sợi qua. Sau đó cách bốn chân, một hai ba bốn, móc vào chân thứ năm, một kép chờ, hai kép chờ, ba kép chờ, kéo sợi qua, một hai ba, ba bính. Sau đó móc lặp lại mũi bông lúa, một kép chờ, hai kép chờ, ba kép chờ, kéo sợi qua bông lúa thứ hai. Cứ như vậy chúng ta sẽ lặp lại cái họa tiết của bông lúa giống hệt hàng thứ hai nhé. Chúng ta cứ tiếp tục lặp lại theo cái quy luật móc như vậy đến khi chúng ta móc được tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 9 hàng. Chúng ta sẽ tạm dừng cái phần cạp này, cạp trên này. Thì chúng ta sẽ trước hết là tạm thời chúng ta sẽ cắt sợi cái phần này để chúng ta sẽ móc ở đoạn dưới nhé.
sẽ cắt thừa gà một chút. Tạm thời chúng ta cắt lại, dừng lại ở đây nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc cho cái phần gạc từ trên này xuống dưới này. Chúng ta sẽ bắt sợi vào lại cái đầu sợi mà nó có dư mũi đấy, dư sợi khi chúng ta khởi tạo dây đính là cái đầu này nhá. Chúng ta sẽ nối sợi vào đây, chúng ta móc tiếp. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nối sợi đơn giản này. Cái sợi cần nối đây, chúng ta đặt bên dưới. Hai sợi chúng ta đặt bên dưới này. Sợi nó mềm quá nên cầm nó rũ. Đấy. Sợi này là sợi đặt bên dưới này. Sợi này là sợi ngắn chúng ta cần nối vào này. Sợi cầm chúng ta quấn như thế này, vòng qua ngón cái, sau đó chúng ta chỉ đi một vòng như thế này thôi. Ta quay trở lại như thế này, chúng ta gấp cái sợi này vào, luồn qua cái vòng này thì chúng ta sẽ kéo. Ta sẽ đồng thời kéo cả hai sợi. Đấy, này chúng ta được cái nút thắt này rất là chặt. Chúng ta sẽ cắt sát cái nút thắt luôn. Đấy, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta móc trở lại cái phần này nhé. Cái chỗ này thì cách móc chỗ này thì nó sẽ hơi khác bình thường. Chúng ta sẽ rút từ từ này để tránh nó bị tuột nhiều á. Chúng ta sẽ cắt cái nút thắt này. Chúng ta sẽ bắt đầu móc vào đây. Các bạn sẽ chú ý cái này chút nhé. Sẽ hơi khó hơn bình thường. Chứ còn chúng ta cứ làm từ từ, chúng ta sẽ luồn vào cái chỗ này trước này. Chúng ta có thể là gỡ sợi len ra. Sau đó chúng ta sẽ lên cho mình một bính, coi như cái mũi này là mũi đơn. Bây giờ chúng ta sẽ luồn vào cái sợi len này, ta kéo cái mũi này ra. Đấy, chúng ta móc mũi đơn cho mình. Nhưng mà cái hàng đơn này chúng ta móc lỏng tay thôi nhá. Đấy, tiếp theo mũi kép thứ hai này, ra luồn kim vào, kéo sợi len ra. Bản chất nó là mũi đơn thôi, nhưng ta móc lỏng tay. Luồn vào cái phần mà cái sợi len đi qua đấy. Và kéo sợi ra luôn. Và kéo mũi kép ra luôn. Đấy. Tiếp tục này. Chúng ta móc lỏng tay là vì chúng ta muốn nó có độ co giãn đấy. Đấy, cứ như vậy chúng ta kéo cái phần mũi này đi ra hết khỏi cái sợi len. Cái lúc đầu mình nói các bạn móc lỏng tay cái hàng kép đầu tiên á, là vì là khi chúng ta móc lỏng tay thì chúng ta luồn kim vào này. Cái phòng này nó bé, nó rộng ấy, ta luồn vào nó dễ. Còn nếu chẳng may mà móc bị chặt tay á thì cái vòng này nó rất là chặt, chúng ta luồn kim vào khó. Thế cứ như vậy các bạn sẽ móc hết cái hàng này cho mình toàn bộ bằng mũi đơn, tương tự như vậy nhé. Cứ vậy chúng ta móc đến cái hàng cái mũi cuối cùng, cái sợi len này lúc này chúng ta có thể rút ra bỏ đi được rồi. Đấy, sau khi móc xong như thế này thì các bạn thấy là cái hàng này này, cái độ co giãn nó được tăng lên á. Bởi vì chúng ta đang muốn là cái phần cạp trên này thì phần eo nó nhỏ nhất, nó được ôm này. Nhưng mà xuống bắt đầu xuống dưới thì cái độ rộng của cặp quần nó sẽ rộng hơn. Đấy, cho nên chúng ta sẽ móc như vậy để cái độ co giãn nó đảm bảo. Chúng ta sẽ móc xuống dưới này. Bắt đầu từ cái hàng này mình sẽ gọi là hàng 1 nhé. Từ dưới này xuống này, ta gọi là hàng 1 nhé. Mình sẽ lên 3 bính này. Sau đó mình quay đầu. Mình cách một chân mình móc hai mũi bính, mình cách một chân mình móc một mũi kép đơn, sau đó lại hai bính, cách một chân móc một mũi kép đơn, hai bính, cách một chân móc một mũi kép đơn,
hai bên cái vạch chân có phần thiết kế đơn, hai bên cách một chân móc một kép đơn. Thế như vậy chúng ta lặp lại đến cuối hàng. Đến cuối hàng chúng ta sẽ còn dư 3 mũi, 3 chân như thế này, 2 mũi kép và 1 mũi dây bính. Nhưng mà chúng ta cứ móc cho mình 2 bính và chúng ta bỏ qua 2 chân kép, móc một cái dây bính cuối cùng là 1 mũi kép nhé. Bởi vì chúng ta đang móc tăng mũi á, cho nên là cái chỗ này nó có bị hụt một mũi không sao. Chúng ta lên hàng tiếp cho mình 3 bính, quay đầu móc hàng thứ hai, chúng ta sẽ móc cho mình là toàn bộ là mũi kép đơn, nhưng mà chúng ta sẽ thực hiện tăng mũi. Cái đầu hàng ấy thì tương ứng với cái dây bính đầu tiên, chúng ta sẽ móc cho mình là 2 mũi kép này, chân mũi kép tiếp theo 1 kép, dây bính tiếp theo 1 kép, chân kép tiếp theo 1 kép, dây bính tiếp theo 1 kép, chân kép tiếp theo 1 kép, dây bính tiếp theo 1 kép, chân kép tiếp theo 1 kép, dây bính tiếp theo 1 kép, chân kép tiếp theo 1 kép, dây bính tiếp theo. Chúng ta sẽ móc 2 mũi kép vào đây. Tức là gì? Tức là quy luật của chúng ta là cứ cách 4 dây bính thì chúng ta sẽ tăng một mũi ở cái dây bính thứ 5. Dây này là tăng này, 4 dây không tăng này, 1, 2, 3, 4. Đến dây tiếp theo là chúng ta sẽ tăng bằng cách móc 2 mũi kép. Tương tự chúng ta sẽ lặp lại này, mỗi chân mũi kép 1 mũi này, và dây bính 1 mũi này. Đến khi móc qua 4 cái dây bính thì chúng ta sẽ móc sang dây thứ 5 là 2 mũi. Này, mũi tăng lúc nãy ở đây. Thì bây giờ cách 4 dây là 1, 2, 3, 4. Đến cái dây thứ 5 này chúng ta sẽ móc 2 mũi kép. Tương tự như vậy các bạn móc đến cuối hàng mình, chúng ta sẽ được ở hàng thứ 2. Đến cuối cái hàng thứ 2 ấy, thì chúng ta còn cái dây cuối cùng này chúng ta cũng do theo quy luật ấy. Thì ở đây này, mình có cái mũi tăng này, nhưng mà cách 3 dây mình còn 4 dây là hết. Nhưng mà cái dây cuối cùng thì chúng ta cứ tăng một mũi cho mình nhá. Và mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép tăng mũi này. Sau đó là tương ứng với cái dây bính này chúng ta còn một dây nữa, còn một mũi kép nữa. Nên là ở cái bụng bính cuối cùng chúng ta sẽ móc 3 mũi kép. Sau đó chúng ta sẽ lên 3 bính, chúng ta quay đầu móc hàng thứ 3 cho mình. Hàng thứ 3 các bạn sẽ móc giống hệt hàng thứ nhất, tức là chúng ta sẽ móc theo quy luật là 1 kép 2 bính. Đây 3 bính tương ứng 1 kép và chúng ta sẽ móc 2 bính này. Cách 1 chân móc 1 kép, 2 bính cách 1 chân móc 1 kép. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc hết hàng cho mình. Cứ 2 bính 1 kép và cứ mỗi tới một dây bính chúng ta sẽ bỏ qua một chân. Chúng ta cứ tiếp tục móc theo quy luật 1 kép 2 bính thì chúng ta sẽ được cái hàng thứ 3. Đây, hàng thứ 3 đây. Nó giống như hàng thứ nhất chúng ta móc. Và sau khi móc hàng thứ 3 xong, chúng ta sẽ lên 3 bính và móc hàng thứ 4 bằng toàn bộ mũi kép. Đây là hàng thứ 4 của mình. Hàng thứ 4 chúng ta sẽ móc giống hàng thứ 2 và chúng ta sẽ tăng mũi theo cái quy luật là vẫn là 4 dây, sau đó chúng ta tăng một mũi. Đây, ví dụ như mình quay trở lại đây là một mũi tăng này, thì cách 4 dây này, 1 2 3 4. Đây, dây thứ 5 này mình sẽ tăng mũi này, đó, cách 4 cái dây bính. Tiếp tục này, 1 2 3 4. Đây, dây thứ 5 này mình cũng tăng mũi này, đó, dây này mình móc 2 mũi, còn 4 dây ở giữa mình móc 1 mũi. Cách móc giống hệt như cái móc hàng thứ 2, thì chúng ta sẽ lặp lại như vậy. Theo quy luật như vậy chúng ta sẽ được hàng thứ 4. Thì sau khi móc hàng thứ 4 xong ấy, các bạn sẽ làm cho mình thêm một cái động tác là các bạn kiểm tra lại số đo cho nó chắc chắn nhá. Chúng ta sẽ cầm cái thước dây này, chúng ta kéo giãn đo, kéo giãn của cái hàng thứ 4 này, kéo giãn ra.
Đây, như mình căn dặn hết cỡ ra nó được 82, 83 cm đấy. Thì đối với cái thông số 82 cm này này, thì chúng ta chỉ cần cộng thêm 11 cm là chúng ta sẽ được cái vòng bụng, thì nó rất là hợp lý rồi. Còn nếu mà trường hợp mà bạn nào mà cái vòng mông chứ, vòng mông mình là 9. Còn nếu mà trường hợp mà với các bạn mà số đo vòng mông khác, ví dụ như vòng mông bé hơn, chỉ 85 cm chẳng hạn nhá, người với người size S, size M thì vòng mông 85 cm, thì chúng ta sẽ kiểm tra cái hàng thứ tư này này. À, chúng ta đo mà chúng ta thấy là cái kéo giãn của cái hàng này này nó sẽ được 70 cm là được. Để chúng ta chỉ móc như vậy thôi, bởi vì khi mà xuống dưới này chúng ta còn tiếp tục tăng mũi nữa này. À, bởi vì các bạn xác định là đối với các dáng quần, những cái loại quần mà móc bằng len sợi này, quần áo ấy, thì nó đều có độ bay nhất định. Nên là khi móc chúng ta cứ móc ôm ấy, thì khi mặc nó có độ bay ra là vừa, chứ đừng có móc là lúc móc rộng rồi mặc á, nó còn bay thêm á, nó không được tôn dáng lắm. Nên là các bạn sẽ, cái này thì các bạn sẽ căn cứ vào size này và theo cái sợi của các bạn móc nữa, mà chúng ta sẽ đo thực tế cái hàng thứ tư này xem nó được bao nhiêu. Còn như trường hợp mà sợi của mình này, thì mình thấy là nếu trường hợp các bạn mà móc số đo bé hơn á, ví dụ như size, đây là cái vòng mông này là size L rồi đấy. Còn nếu vòng mông mà tương ứng với size M thôi, thì các bạn có thể là cái hàng thứ tư này, các bạn sẽ tăng mũi theo kiểu là 5 giây chúng ta tăng một lần. Đó. À, còn nếu như mà các bạn muốn size S bé hơn, chúng ta có thể là 6 giây chúng ta tăng mũi một lần. Sau đó cứ móc thử xong các bạn lại kéo giãn đo ra cho mình xem là nó có bằng cái vòng mông trừ đi 10 cm hay không. Thì nếu như mà đạt được như vậy thì chúng ta sẽ để cái quy luật tăng mũi như vậy. Còn nếu mà không, chúng ta lại điều chỉnh nhá. Các bạn sẽ lựa chọn là 4 lần, 4 giây tăng một lần này, 5 giây tăng một lần, hoặc là 6 giây tăng một lần. Thì vì nó tùy vào số đo từng người và chất sợi rồi tay móc mỗi người khác nhau, nên là cái tăng mũi của hàng thứ tư này mình mong là các bạn sẽ tự linh động tính giúp mình nhé. Mình không thể hướng dẫn ra cái số cụ thể được, vì mình muốn là các bạn tự tính theo cái số đo nó chuẩn. Đây thì mình sẽ, khi mà của mình ấy, thì mình xác định đến đây là cái số đo như thế này là vừa này, cho nên mình sẽ để đây mình móc tiếp cho cái phần phần thắt dây.